Một xe taxi đang chở khách chạy trên đường thì bất ngờ bốc cháy. May mắn vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người. Khoảng 5 giờ sáng hôm qua, nam tài xế điều khiển xe taxi Vinasin trên đường Phạm Văn Đồng hướng từ thành phố Thủ Đức đi sân bay Tân Sơn Nhất. Khi đến giao lộ với đường Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh, thì xe bất ngờ bốc khói ở phần đầu mái. Lúc này, nam tài xế tấp xe vào giải phân cách rồi mở cửa cho hành khách thoát ra ngoài. Ít phút sau, ngọn lửa cháy lớn bao trùm phần đầu xe. Nhận tin báo, cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Thạnh đã điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Khoảng 10 phút sau, vụ hỏa hoạn được khống chế. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được công an quận Bình Thạnh điều tra làm rõ.